Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone. Xin kính chào quý khán giả nửa vòng trái đất TV. Ngày hôm nay chúng tôi có một đề tài để chúng ta cùng hiểu biết hơn câu chuyện liên quan đến tình hình COVID-19 ở tại Hoa Kỳ cũng như là Orange County hay còn gọi là quận Cam. Để trao đổi về việc này, chúng tôi kết nối cầu truyền hình đến Lido Sài Gòn nơi có bác sĩ Ngô Bá Định, và ông là một người đã có kinh nghiệm nhiều năm ở trong cộng đồng Việt Nam, được nhiều người biết đến là một bác sĩ chuyên về nội thương, người già, tâm thần, y khoa, gia đình và tiểu giải phẫu. Thay mặt khán giả đang xem đài, xin gửi lời chào đến bác sĩ Ngô Bá Định ạ. Xin chào Derek, và xin trân trọng kính chào các quý thính giả và khán giả của đài Nửa Vòng Trái Đất. Xin kính chào. Vâng. Liên quan đến tình hình COVID-19 ở tại Hoa Kỳ cũng như là quận Cam, thì nhiều người được biết khi mà truyền thông, báo chí của Mỹ đã cho biết cái con số giảm rất là đáng kể trong vòng một tháng đổ lại đây. Nguyên nhân vì sao theo như bác sĩ là cái con số mà có thể nói là đáng khích lệ, thưa bác sĩ? Thì có nhiều lý do, nhưng mà một trong những lý do chính mình biết là mình không có hồi hộp như lúc mà Giáng sinh hay là Thanksgiving, lễ tạ ơn đó Derek. Thì cái đó đã qua rồi, thì thường thường sau một tháng những con số nó sẽ phản ảnh cái những lần mà chúng ta ơ hờ đó, chúng ta lại tụ họp này nọ đó, thì cái đó đã qua rồi, thì sau đó không còn nữa. Tuy rằng vừa rồi có vấn đề mà Tết âm lịch thì nó có ảnh hưởng một phần nào cho cộng đồng Á Châu, cộng đồng mà Đại Hàn mà họ, nhưng mà lại không có nhiều lắm, vẫn không bằng những lúc mà lễ mà tạ ơn, là lễ Giáng sinh hoặc là đầu năm hoặc là Super Bowl đó, thì nó cũng không bằng. Thì cái đó là tại vì chúng ta không có tụ họp nhiều. Cái thứ hai, chúng ta tuân thủ vấn đề mà đeo mặt nạ. Chính quyền đương nhiệm tổng thống Biden thì họ quan trọng hóa vấn đề mà đeo mặt nạ, thì dựa vào cái guideline của CDC thì chính quyền cũng đưa ra cái vấn đề là nếu chúng ta đi đến nơi mà công cộng đó, những nơi mà giao thông công cộng, những nơi mà có chính quyền liên bang, những cơ sở của chính quyền liên bang, thì chúng ta phải bắt buộc phải đeo mặt nạ, không thôi chúng ta sẽ bị phạt. Thì cái vấn đề nó nghiêm chỉnh, nghiêm túc không trong vấn đề mà đeo mặt nạ. Vấn đề đeo mặt nạ, cách ly, hoặc là chúng ta tránh tụ họp, và chúng ta phải giữ gìn vệ sinh, và phải coi trọng cái vấn đề mà con COVID-19 nó là thiệt chứ không phải là nó ảo, nó không phải là cái là ngụy tạo ngụy biện để mà những người chính trị gia muốn làm cầu lợi cho mình. Không có chuyện đó. Cái này là trên thế giới đã có 2 triệu mấy người chết, mà vì Hoa Kỳ chỉ có 425 phần dân số trên thế giới, mà cái số lượng người dương tính là coi như là 22 cho đến 26%, mà số lượng người chết cũng đâu trên gần như là 1/4 số người chết trên thế giới. Mà nước Đài Loan á, nó gần bằng một cái tiểu bang Florida mà chỉ có 8 người chết thôi. Quý vị nghĩ sao? Nước Việt Nam có bao nhiêu người chết? Mà tại sao nước Việt chúng ta chết nhiều? Thì cái vì tại chúng ta thích tự do, chúng ta thích nhóm họp, chúng ta thích đàn đúm, chúng ta thích ngựa xe như nước Áo Quần Nhân. Chúng ta có nhiều những trận mà tranh tài thể thao và văn nghệ, văn gừng, và tại vì đó là những cái vui chơi thoải mái của người mà thích lý tưởng tự do, những cái tinh thần tự do, thì chúng ta phải trả cái giá của nó. Và chúng ta lại không có sự lãnh đạo nghiêm túc, cứng rắn. Nếu không nói là phải hà khắc một tí xíu, trong cái lúc mà tính mạng con người là trên hết, thì chúng ta lại không có những người lãnh tụ và cái nội các và chính quyền đương nhiệm vừa rồi đó, tiền nhiệm, nó không có thái độ mà là nghiêm túc và là coi trọng tính mạng con người như là chính quyền đương nhiệm bây giờ. Thì bây giờ chúng ta thức dậy, tôi thấy mỉm cười, tôi thấy nhẹ nhàng với nhà nhóm thì và cái cuối cùng muốn nói là vaccine. Do Thái trong cái nghiên cứu rõ ràng rồi, người ta thấy là nếu mà chích ngừa đó thì chúng ta trở lại sinh hoạt bình thường càng sớm càng tốt. Đồng chí Do Thái, nước Do Thái, Israel đã chứng minh được điều đó. Tại vì họ cứ 10 người, họ có trên 7 người đã được chích ngừa. Cho nên sinh hoạt của họ rất là tốt bây giờ, và số lượng người mà chết và nhập viện rất là ít. Thì đó là chứng minh rõ ràng ngay trước mặt chúng ta là vaccine là giảm đi số lượng người bị bệnh rõ ràng. Trước mặt chúng ta, Hoa Kỳ đây, từ ngày chích ngừa bây giờ chúng ta có trên 20 triệu người đã chích ngừa hoàn toàn. Chưa kể là rất là nhiều người đã chích một mũi rồi mà chưa chích mũi thứ hai. Thì càng có nhiều cánh tay đã được chích ngừa thì càng số người mà bị nhiễm bệnh mà nặng mà phải vô nhà thương hoặc là tán mạng mà chết ra sàn càng ít đi. Thì nói tóm lại, cái khí hậu nó cũng bớt lạnh hơn, và cái hội hè đình đám đã qua,
thứ hai chúng ta nghiêm túc hơn, nghiêm khắc hơn từ chính quyền. Phía chính quyền vấn đề là chúng ta phải đeo mặt nạ. Thứ ba là thái độ người dân bây giờ họ tin, rất là nhiều người xưa không có tin, chỉ là nghĩ là cái đó là hù dọa của đảng Dân Chủ là muốn gây lợi thế chính trị cho mình, muốn hại ông Trump, ví dụ như vậy. Mà cái đó bây giờ nhiều người, chính những người mà bà xã tôi đi làm tóc, ngay trong đó có hai nhân viên đã từng rất ư là ghét đảng Dân Chủ vì lý do gì. rất là không tin vào vấn đề mà Covid-19, bây giờ trong người nhà, bản thân hai chị đó đã bị Covid-19 và người nhà họ đã bị, hình như có một người đã mất mạng và một người bị rất là nặng nằm trong ICU, thì bây giờ họ mới có, bây giờ số người chết hiển hiện ngay cộng đồng chúng ta là anh đều ấy, thì và có những người người thân của họ đã bị chết thì họ phải tin chứ còn sao nữa. Đó thì bây giờ thái độ tin hơn, take it serious hơn, nghiêm túc hơn và cẩn thận cẩn trọng hơn và không có coi thường nó. Và kế đến là cái chính quyền đương nhiệm bây giờ đưa ra những cái chính sách mà từ trên xuống dưới nó giống nhau, và cái sự phối hợp nhịp nhàng với lại cái tiểu bang là chúng ta phải đeo mặt nạ, giãn cách, tránh đàn nhóm và coi trọng vấn đề mà vệ sinh tay chân miệng mặt môi, quần áo, giày vớ hay là đó, thì chúng ta kế đến cuối cùng là vaccine. Vâng. Càng có vaccine. Derek, xin mời. Vâng. Thì cũng liên quan vấn đề này, nhân bác sĩ vừa nhắc đến khẩu trang đó, thì gần đây CDC đã cho biết là họ thậm chí khuyến khích đeo tới hai cái khẩu trang thì nó sẽ ngăn ngừa được dịch bệnh nhiều hơn là một cái. Là một bác sĩ và ông cũng đối diện với rất nhiều bệnh nhân về COVID-19, ông muốn nói gì về cái tác dụng của khẩu trang và ngay cả là cái việc nếu có là đeo hai cái? Thật sự nếu mà tôi khó khăn, tôi sẽ muốn tất cả mọi người đeo cái N95. Tại N95 nó ngừa được 95% có những cái microbe, tức là những cái particulate, tức là những cái hạt nhỏ đó dưới 0.3 micron, và một micron là 1/1000000 của một millimeter. Một millimeter cứ tí xíu à chị và quý vị, mà một micron đó nó là 1/1000000 của cái đó, thì nó nhỏ vô cùng. Mà bây giờ chỉ cần chấm, mà cái N95 nó ngừa được 95% những cái bạch mà dưới 0.3 micron đó, nó đi qua cái lớp đó, thì cái đó là hiệu quả nhất. Nhưng vấn đề đeo cái đó nó hơi khó chịu một chút, chúng ta phải kiên nhẫn, chúng phải quyết chí và phải là có cái sự kiên định. Vấn đề là không ai chết hết, chỉ hơi khó chịu thôi. Nhưng mà cái gì khó chịu, giống như đeo mắt kính mới ban đầu chúng ta khó chịu lắm, niềng răng mới ban đầu chúng ta rất là khó chịu, hay là mới mổ xong cái gì chúng ta làm cái gì chúng ta rất là khó chịu, đeo những cái nạng cái gì khó chịu. Nhưng mà đeo lâu ngày rồi chúng ta sẽ quen thôi. Thì N95 nếu mà được, tôi tất cả mọi người đều N95, nhưng mà chúng ta không có vì nó mắc tiền quá. Bạn nói bây giờ chỉ tranh thủ dùng cho những người trong nhà thương, những người mà mổ xẻ, những người mà bắt buộc phải gặp những người COVID-19 đó, thì phải dùng được cái đó. Những cái khác mình phải dùng là surgical mask thì nó cũng tốt, nó cũng là ba lớp, nhưng mà nó không ngừa được tới 95% như chúng ta đã được cho cái N95. Vậy thì cái cuộc nghiên cứu mới bên CG đưa ra là nếu mà chúng ta đặt thêm một lớp thêm nữa đó, thì cái khả năng nó giảm được thêm mấy chục phần trăm nữa thì cũng đỡ hơn là một đơn, tức là chỉ dùng đơn chiếc một cái. Thì nếu mà cái vấn đề là bây giờ Tổng thống Biden và đương nhiệm và họ sắp sửa tung ra mua thêm rất là nhiều, là bao nhiêu triệu cái mặt nạ mà phân phát cho những nơi mà rất là cần chúng nó, thì tôi không ngại là đeo hai cái mask. Bản thân tôi ngồi trong xe tôi đã đeo một cái mask rồi, cho nên khi mà đi nhà thương thì tôi đeo 95, nhưng mà khi đi nơi mà mua đồ food to go hay là mua đồ này nọ là tôi thường thường tôi đeo hai cái. Thì nếu quý vị có, cho nên hai cái mà surgical mask á, tôi không biết so lại cái vải đó, thưa đeo ấy, tôi không biết là đeo hai cái lớp vải nó có tương đương lại hai cái lớp gọi là clinical surgical mask mà màu xanh. Nếu mà được thì tôi không biết tôi có mang theo hay không. Cái loại khẩu trang y tế đó. Vâng. Vâng, 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 vâng. Đây, cái này. Đây. Để đấy có thấy tôi đưa lên dạ, không? Vâng ạ. Thì nếu chúng ta lại không có, người dân bình thường không có, cho nên tôi ước gì chúng ta có một cái study nghiên cứu của những người đeo loại vải không đó, mà nó đeo hai loại vải thì như thế nào, hoặc là chúng ta phải may thay vì. Nhưng mà có những nghiên cứu trong quá khứ đó, tôi nhớ không làm, tôi biết tôi có làm hay không, người ta nói cái lớp vải mà ba lớp hay là bốn lớp nó không khác nhau gì mấy, nhưng mà hai cái vải mà double lên nhau tôi không biết như thế nào, tôi không dám nói. Nhưng mà Derek đã nói, CDC đã khuyên chúng ta nên đeo, có thể đeo được hai lớp thì càng tốt. Thì tốt nhất là những người nào mà đụng chạm nhiều vấn đề của COVID, những người viện dưỡng lão
ở những nơi mà nhà dưỡng lão Bowen Care đó, hay là assisted living, hay là những nơi mà đình đám nhiều đó, chẳng hạn ở Disneyland, Disney World, hay những nơi mà buôn bán như là The Home Depot này nọ đó, nếu được chúng ta nên đeo double layer, tức là hai cái khẩu trang. Vâng, cái đó là my ý kiến riêng cá nhân thôi. Tôi không có cái kim chỉ nam về vấn đề mà những cái loại vải mà các cô dì chú bác chúng ta hay là bệnh nhân tôi mỗi lần tới thì hay đeo. Chúng tôi không nghe nói vấn đề đó, cho nên vâng, không có. Dạ vâng. Cũng một cái vấn đề mà nhiều người trong cộng đồng quan tâm, thì không biết là trong thời gian vừa qua ở tại quận Cam, Orange County, tình hình chích thuốc ngừa COVID-19 ở đây hiện tại như thế nào thưa bác sĩ? Nước Mỹ chúng ta thì rất là tốt, trên 20 triệu người đã được chích hoàn toàn và rất là nhiều đã chích một mũi ít nhất. Và chúng ta nên nhớ là rất là nhiều người đã có kháng thể tự nhiên, thì những người đó không cần chích sau 3 tháng. Nhưng mà nếu mà được chích thì quý vị nên chích như thường, tại vì cái kháng thể tự nhiên ta chỉ có chống được những cái original, tức là cái gốc của nó, là cái con đầu tiên tiên khởi của nó. Nhưng mà cái con mà nó biến thái sau này đó, những con biến thể sau này là B117 hay B15.1 hay là gần đây bên California thì nó có gọi là V452L, L452R đó, hay là có những cái khác chẳng hạn như B1147 hay B1177, hay là cái dạng Q mà ở bên Louisiana hay New York á, thì chúng ta nên chích ngừa, tại vì những cái chích ngừa nó có thể phòng chống được những cái 7 cái variant, cái biến thể khác còn lại ở nước Mỹ chúng ta, cộng thêm cái biến thể bên bên Anh và bên Nam Phi và ở bên Brazil. Thì nếu được như vậy nên chích, ở vấn đề mà chích ngừa. Ở Cali chúng ta chích tới đến vào 1 tháng 3, tức là vào thứ hai tuần tới, thì những người nào mà trên 55 tuổi đều được chích hết. Không nhất thiết là phải có những bệnh nền. Và tôi nghĩ rất ư là sớm chúng ta những người nào trên 50 tuổi sẽ được chích. Gần đây có số bạn bè đã gửi cho tôi những cái chỉ thị mà ở những cái pharmacy này nọ họ có thể chích cho những người mà trên 50 tuổi. Thì trong đó có tôi thì tốt quá. Nhưng mà tôi đã chích rồi, là bác sĩ chúng ta từng được đã chích vào rồi. Thì hy vọng, theo tôi tiên đoán, cho đến tháng 4 thì chúng ta có thể thích đại trà, tức là những người nào từ 16 tuổi trở lên cho đến lên trên, ai muốn chích thì là chích hết. Tôi nghĩ là tháng 4 sẽ có, và đến trước ngày lễ độc lập, tức là 4 tháng 7, chúng ta sẽ đạt được cái miễn nhiễm cộng đồng. Đó là điểm mơ ước, và tôi hy vọng là tôi không có ước đoán một cách sai lệch quá nhiều. Vâng. Nhưng mà bên Tổng thống Biden và chính quyền đương nhiệm họ cứ nghĩ là đến ít nhất là đến sau tháng 10 và cuối năm nay mới có thể đến mình đạt được cái miễn dịch mà cộng đồng, tức là trên 70% nước Mỹ chúng ta được chích. Nhưng nên nhớ, 70% được chích là tính theo con số bề mặt đó thôi. Quý vị nên nhớ, rất ư là nhiều người, nếu không nói là 10, 20 triệu người, tại vì nước Mỹ đã có trên gần 30 triệu người đã có bị nhiễm rồi. Thì trong 30 triệu người, những người mà còn sinh tồn, còn sống đó, thì biết bao nhiêu triệu người, nếu không nói là mười mấy, 20 mấy triệu người đã có cái miễn nhiễm kháng thể rồi, đều rất hiểu ý mình nói không? Dạ vâng ạ. Cho nên có khi mình không cần phải là đến 300, tức là 230 triệu người, tức là 70% của 330 triệu người đó, mà lấy 70% á, tức là khoảng 3 phải trên 230 mấy triệu người thì mới được 70%, phải không ạ? Nhưng mà nên nhớ, có bao nhiêu chục triệu người đã có kháng thể tự nhiên rồi, thì nếu mà chỉ cần 200 triệu người là chúng ta tốt rồi. Chưa kể trong cái 200 triệu người chúng ta đã chích đó, nên nhớ là những cái người mà trên 65 tuổi và những người mà có bệnh đó, là những cụ già mà ở nursing home này nọ, là những người mà hay bị nhiễm nhiều nhất á, chắc chắn là trên 70%, 80% họ là đều được chích hết rồi. Là bản thân những cái nhóm nhỏ đó, thưa Derek, những cái nhóm nhỏ họ đã có nhiễm dịch cộng đồng của họ rồi. Còn những cái nhóm khác chẳng hạn như 16, 17 hay mấy tuổi, họ ít có gì bị bệnh mà chết lắm. Cho nên không nhất thiết là họ phải được 70-80% để mà miễn dịch cộng đồng. Cho nên con số bề mặt là 230 triệu người là chúng ta nên có để mà có miễn dịch cộng đồng. Nhưng mà tôi nhất thiết là không cần phải như vậy. Chúng ta có thể là chỉ cần 100 mấy chục triệu, 200 triệu người là chúng ta có thể tương đương lại cái miễn dịch cộng đồng, như những lý do mà tôi đã nói. Tại vì có những số người dễ bệnh nhất, bệnh nặng nhất, dễ chết nhất, họ đã được chích trên 80% rồi. Nên nhớ là chúng ta sẽ có Johnson Johnson, mà ngoài cái Pfizer là Moderna, và sau Johnson Johnson chúng ta còn có thể Novavax nữa, và hy vọng là cái AstraZeneca nó sẽ Oxford đó, nó sẽ trở lại.
thì chúng ta sẽ có thêm, chứ không phải chỉ riêng thì kiểu hai thứ là Pfizer là với lại Moderna. Mà chúng ta nên nhớ là cuối vào tháng 3 này đó, chúng ta sẽ có khoảng 20 triệu, tuần tới đó là chúng ta đã có 3 đến 4 triệu đô mũi thuốc cho cái Johnson Johnson rồi. Rồi tháng 3 chúng ta sẽ có khoảng chừng 20 triệu mũi thuốc cho Johnson Johnson, và đến vào mùa hè đó thì chúng ta sẽ có 100 triệu mũi thuốc của Johnson Johnson, tức là mũi Johnson Johnson chỉ cần chích một mũi thôi, chúng ta không cần phải trở lại sau 3 tuần hay 4 tuần. À, chúng ta nên nhớ nha, Pfizer và Moderna họ đang nghiên cứu vấn đề mà so sánh như hai nhóm người 55 đến 65 và những người trên 65 đến 85 đó. Nếu mà chích thêm một mũi thứ ba đó, tức là sau một năm sau đó họ chích là, thì nếu mà chích được mũi thứ ba đó thì cái khả năng phòng chống mà coronavirus nó sẽ mạnh mẽ lên như thế nào, thì họ đang nghiên cứu vấn đề đó, thì có khả năng là chúng ta phải chích tới mũi thứ ba để boost lên. Còn Johnson Johnson đến giờ này chỉ có một mũi thôi, và nó được hiệu quả tới 66.1%, nếu không nói là 70%, thì cái đó chỉ có một mũi thôi quý vị. À, người Tổng thống Biden có một lần đã nói đến cuối tháng 7 thì chúng có 600 triệu mũi thuốc để chích cho mọi người. Nhưng mà nói 600 triệu mũi, nếu mà chích cho hai mũi một người đó thì chúng ta chích được có 300 triệu người à. Mà nên nhớ 100 triệu mũi thuốc vào mùa hè này của Johnson Johnson J&J đó, thì 100 triệu mũi thuốc đó là chích cho 100 triệu người rồi. Cho nên tôi rất là thấy tin tưởng và thấy hứng khởi khi mà nghĩ đến vấn đề chích ngừa cho nước Mỹ chúng ta. Và tôi nghĩ là đến 4 tháng 7 là ngày trước ngày lễ Lao động, chúng ta có thể đạt được miễn dịch cộng đồng và chúng ta có thể trở lại vấn đề và sinh hoạt tương đối là 70 đến 80% những gì chúng ta đã từng làm trước cái thời đại Covid. Cảm ơn. Vâng, ngoài Johnson Johnson đó thì những cái loại vaccine của những hãng khác phải chích tới 2 lần. Có một vài khán giả thắc mắc là khi họ chích cái mũi đầu tiên của hãng nào thì cái mũi thứ hai bắt buộc là phải chích của hãng đó hay như thế nào thưa bác sĩ? Cái đó chưa có nghiên cứu, tôi cũng muốn đặt được câu hỏi bạn này mà chưa thấy ai nói. Nhưng mà cái vấn đề như này, nếu mà mình chích chích vào mũi đó mà chúng ta phải đi vacation hay chúng ta phải làm một cái gì và đối đế bác tác sĩ chúng ta không làm không được thì chúng ta có thể trở lại trong vòng 2 tháng, tức là cho đến 8 đến 10 tuần sau chúng ta chích mũi thứ hai cũng không sao. Nhưng mà vấn đề có thể chích mũi Moderna sau là chích mũi Pfizer hay là Pfizer đến Moderna có được hay không, hay là Johnson Johnson có được hay không? Nếu mà Johnson Johnson vẫn có thể chích mũi này mũi kia được đó nha. Tại vì Johnson chỉ là một mũi, nhưng mà nếu mình có mũi kia thêm thì mình lại thêm cái cộng hưởng thêm, có sao đâu. Bản thân tôi nếu mà đã chích một Pfizer là chích mũi thứ hai là của Moderna, tôi nghĩ không có gì mà là ghê gớm mà tai hại đến tính mạng hay làm gì ghê gớm hết. Tại vì nó cùng là mRNA hết, tức là messenger RNA. Nên nhớ Johnson Johnson cái mũi cái đó là nó dùng cái con adenovirus, cái con mà từ chimpanzee, hoặc là cái con mà đã xảy ra bên nước Mỹ này, ta dùng adenovirus đó để mà dùng nó, mà mình dùng cái DNA của nó để mà chế ra cái con mà coronavirus, cái DNA của nó, xong rồi cái hệ thống miễn nhiễm của mình sẽ nhận biết cái bản kẽm của cái con coronavirus sẽ tấn công nó khi mà chúng ta gặp nó. Cái đó là nó dùng cái con adenovirus để chuyên chở cái mẫu di truyền của cái con coronavirus để mà giúp cho hệ thống miễn dịch chúng ta nhận định và tấn công khi mà tái ngộ đó. Vâng, cho nên còn cái kia đó là messenger RNA, tức là nó không phải, cho nên nó giống với nhau. Cho nên nếu mà mình đã chích cái mũi Pfizer rồi xong rồi chích mũi Moderna, tôi nghĩ là điều đó không có gì mà nguy hiểm ghê gớm, mà tôi không nghĩ nó ảnh hưởng đến vấn đề mà cái hiệu quả của nó. Cho nên vấn đề mà an toàn và hiệu quả tôi không nghĩ nó bị gì hết. Nhưng mà ước gì có một cái nghiên cứu nào đó nói về vấn đề đó, chắc là tôi phải đi đọc lại tìm hiểu coi có thể nó có một nghiên cứu nào hay là một bài nhận định về cái vấn đề mà chích có tính cách mà nó là tạp như vậy đó. Vâng. Thay đổi như vậy đó. Vâng. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Lần trước khi mà trao đổi với bác sĩ thì chúng ta cũng đã nói đến cái yếu tố là trong cộng đồng Việt Nam
có không ít những người không vẫn không tin con virus này và cho rằng là nó có yếu tố chính trị. Nhưng mà kể từ lần đó cho đến nay đó, vào thời điểm hiện tại, theo như bác sĩ thì tâm lý của cộng đồng người Việt ở tại quận Cam đã có chút ít thay đổi hay chưa, có hay không, là và nếu có thì như thế nào ạ? Ồ, chắc chắn là có rồi, Derek và thí khán giả và khán giả của đài Nữ Vòng Trái Đất. Thì điển hình là bà xã tôi mà đi cắt tóc thì được, các anh chị đã nói là cũng theo một số người mà cũng VIP trong cộng đồng, là những người có thể là ca sĩ mà cũng nổi tiếng, là họ nói là hốt sau 3 tháng 11 thì sau đó là bầu cử xong rồi thì cái vấn đề mà dùng cái ngụy tạo là con virus này đó nó không còn không có lợi ích nữa cho nên sẽ biến mất thôi. Điều không đúng, cả thế giới chết, bây giờ chết 2.2 triệu người rồi. Nước Mỹ chết 500, nếu không nói là 515 hay 520 ngàn người rồi. Vâng, thì đó gọi là 26% của số người chết trên thế giới rồi. Nước Mỹ mình thê thảm quá đi, trả giá những người mà thích tự do mà bị phân cực về chính trị đó, định kiến chính trị quá nặng mà tin theo thủ lãnh đại ca của mình mà nghĩ là coronavirus sẽ không có, rồi không coi thường vấn đề đeo mặt nạ, coi thường vấn đề mà giãn cách, coi thường vấn đề mà tránh tụ họp đàn nhóm. Nhiều khi biểu tình này nọ lại không đeo mặt nạ mà đứng và la hét sùm, phun nước bọt vào mặt mũi miệng lẫn nhau, thì cái số người chết nhiều quá là chứng minh rõ điều đó. Bây giờ ở đây hai chị đó đã có cha mẹ đã nhập vào nhà thương, hình như có một người đã bị tán mạng, một người đã vô ICU, và hai bản thân của hai chị đó làm tóc đó cũng đã bị bệnh nặng luôn, bị bệnh. Cho nên cái số người mà tin bây giờ có, nhưng mà có số những người có cái tính mà độc tài mà ái kỷ, narcissism, họ coi trọng họ quá đó, họ bước vào một phòng họp hay bước vào một cái lớp trường lớp nào hay bước vào một cái gì đó, họ chỉ nghĩ tới họ rồi, họ không coi cái sự hiện diện của người chung quanh là gì, chứ làm họ chỉ quan tâm đến cái bản thân và cái cảm nhận của họ thôi. Những người độc tài ái kỷ mà ích kỷ như vậy đó, họ sống trên một cái quan niệm, cái triết lý sống là vậy: tao phải đúng, tao mới tồn tại, tao tồn tại tức là tao đúng. Nhưng khi mà họ đã tin một cái gì rồi đó, cho đến chết trước khi đậy nắp hòm lại, họ vẫn nghĩ là họ đúng và họ không bao giờ thay đổi. Cái người đó tôi đã gặp nhiều đó, tôi đã gặp một bác đó mà bác bị COVID-19 rõ ràng positive antibody, nó giải thích tại sao mà bác nói chuyện nửa đừng, bác phải ngọ thở nè, bác nói: bác sĩ ơi, tôi đi UCI, tôi đi Huntington Beach, tôi đi Fan Valley 2 lần, tổng cộng 4 lần nó thử là negative hết. Có lần đầu tiên nó nói là nó hình như là positive. Bác sĩ nói là tôi đâu có bệnh đâu, theo mà tại sao, làm sao mà tôi đi gặp nhiều bác sĩ mà tôi không giải thích được tại sao mà tôi vẫn khó thở như thế này, tôi làm một chút tôi mệt. Thì mình thử lại cái antibody cho bác đó, nó dương tính. Thì nó giải thích như thế này: cái lần đầu tiên mà thử mà nó dường như là positive mà nó không có rõ ràng 100%, lúc đó bác đã bị bệnh rồi. Bây giờ nó đã chuyển hóa và vấn đề là nó cái kháng nguyên của nó bắt đầu nó vơi dần rồi. Thì nếu mà thử nó sẽ là nó không còn nữa. Nhưng mà nếu mà thử cái kháng thể đó thì cơ thể lúc đó nó đã đào tạo kháng thể rồi thì nó dương tính. Nhưng mà tại sao bác vẫn khó thở? Tại vì cái con COVID-19 nó không phải là con flu bình thường, tức là hết rồi chúng ta không phải là trở lại đi làm bình thường. Mà khi mà chúng ta đã hết rồi cái di chứng phổi đó, nói mà hơi hụt hơi đó, ca hát không còn cái giọng dài như ngày xưa nữa, không khó mà lên cao như ngày xưa nữa. Hay là tim á, bây giờ vấn đề nó có thể có vấn đề nữa, tim nó đập yếu lại, hoặc là cái mất ngủ, hoặc là tư tưởng nó không tập trung được nữa, hay dễ quên những chuyện nhỏ nhỏ, hoặc là cái nói năng lượng thường, hoặc là đau nhức mình mẩy. Mỗi lần người đó có bị đau gì đó mà sau khi bị COVID-19 nó mỗi lần mà trở gió cho trời, họ lại đau hơn là bình thường nữa. Có những cái di chứng mà mặc dù mình đã thử nó không còn nữa, nhưng mà chỉ có kháng thể thôi là antibody đó, mà cái di chứng vẫn còn, làm người đó hốc hác thở này. Đi 3 nhà thương, các bác sĩ nói mày không có bị COVID-19, tao không biết tại sao mày bị, hóa ra đó là di chứng của bệnh phổi. Mà bác đó, bác tới, bác đi nhiều bác sĩ không có, bác bác tới gặp mình để hỏi, tại vì cũng nghe một tí tiếng thơm về vấn đề mà kiến thức về y khoa cho nên muốn thử mình. Thì bác sẽ tự hỏi thì mình giải thích cho bác. Nhưng mà nói thật với Derek, bác vẫn tin, vẫn không tin là có COVID-19. Vâng,
Có một vị khán giả họ cũng có một cái thắc mắc như thế này, là họ thấy những người đã từng bị mắc COVID-19 so với trước khi bị rồi sau khi mà được chữa lành, ngay cả là hết bệnh đó, đi ra ngoài xuất viện thì có thể thấy là có một cái sự khác biệt, là sau khi bị bệnh ra viện, người nào đa số là cũng sụt cân rất là nhiều. Người này thắc mắc là vì sao lại sụt cân như vậy, khó ngủ, không ăn được hay như thế nào ạ? Thứ nhất là mình không ăn uống gì được. Cái người mà bị bệnh nặng không có một tí cái khẩu vị gì hết, mà không ăn uống gì hết, mà nằm một chỗ đó, cơ thể nó deteriorate, nó thoái hóa đi, người ta phải vận động này nọ, cơ thể nó mới hoạt động, cái sự trao đổi chất nó mới tiếp tục tiến hành, mà sự trao đổi chất tiến hành thì nó mới biến dưỡng cái đồ ăn thức uống mình vô, nó mới tạo nên cái năng lượng nên mới giữ cho mình. Bây giờ nó không còn nữa mà mình cũng không ăn uống gì nữa thì khả năng nó phải tập trung vô, dồn hết năng lượng để mà tồn tại, đánh phá con virus, thì cái khả năng mà anabolic process là tiến trình mà để mà kết cấu lại bắp thịt này nọ đó, nó không có, nó dành ưu tiên cho việc mà đánh chống cái con virus hại tin để mà nó dồn hết năng lượng. Và giống về vấn đề mà viêm nữa, inflammation trong người nó sẽ có cái tiến trình viêm rất là nặng, nếu không nói là cytokine storm đó, tức là cơn bão mà cytokine là tự mình nó xảy ra những cơn viêm nặng, những cái năng lượng nó dồn vào vấn đề đó rồi, nó dồn vào những vấn đề bị sốt, vấn đề bị đau nhức, vấn đề nhức đầu, vấn đề bị mất khẩu vị đó, có những cái yếu tố đó là thì dĩ nhiên là phải mất sụt ký thôi, không có đi đứng, không tới, không tập thể dục thể thao, không ăn uống, mà cái tiến trình anabolic nó bị giảm xuống, mà tiến trình mà tập trung hết năng lượng để dồn cho vấn đề inflammation, đánh phá để mà tồn tại chống lại con virus, nó bị dồn vào hết đó thì năng lượng không có, thì cơ thể mình nó phải bị mất đi cái ký. Bản thân tôi mất khoảng 15 pounds, tôi nằm gần một tuần ở on course, tôi mất 15 pounds, tôi mừng quá trời ơi, những quần áo mà mình tứ trước mình mua giờ mình lấy ra mặc lại đỡ quá, nhưng mà chỉ có 2-3 tháng sau tự nhiên nó gain lại khoảng chừng mấy pound nhỉ, 7-8 pounds rồi đó. Nhưng mà được cái là bây giờ mặc lại những đồ cũ mà nó giặt nứt, bây giờ mặc lại thấy nó cũng còn ok. Quý vị sẽ mất nhiều pound lắm, nhưng nếu mà mất pound mà không bị béo phì, không bị mập đó, thì khi mà ra viện nó ráng giữ gìn, ăn ít lại, khó lắm Derek ơi, tại vì sau một thời gian bẵng đi mà mình không ăn đó, mình bây giờ mình khẩu vị mình khôi phục rồi đó, mình thèm ăn, mà muốn ăn ngon nữa, mà muốn ăn nhiều nữa, thì dĩ nhiên là quý vị nào mà muốn giữ eo đó, mà rất khó nha, nhiều người bỏ ra 50 ngàn, 100 ngàn để mua thuốc này nọ, để mà qua những cái chương trình mà Jenny gì tôi quên rồi, Jenny Gray này nọ đó, để mà sụt ký đó, họ tốn đến mấy chục ngàn đô để mà được sụt được 50 pounds. Nếu mà quý vị ngày xưa đã béo mập phì mà bây giờ đã mất được trên 10 pounds, nên giữ cái eo mình đi, đừng có nên ăn nhiều, ăn ít lại, tập thể dục nhiều hơn, nếu không quý vị trở lại cái pound lúc trước béo phì mập. Là bác sĩ đã từng không ngần ngại chia sẻ là bác sĩ cũng đã bị mắc COVID-19 và lành bệnh, thì họ thắc mắc là có thật hay không là những người bị mắc COVID-19 ngay cả là chữa được lành bệnh, cơ thể cũng sẽ yếu đi so với hơn trước, thậm chí là ảnh hưởng trực tiếp đến tim, gan và phổi ạ? Ô, nhiều lắm Derek ơi, from top to bottom, you name it. Một số người mất tóc, một số người bị nhức đầu hoài, một số người mất ngủ, một số người không tập trung như lúc trước được nữa, một số người dễ quên những chuyện lôi thôi là, và nhiều số người nói đó, cái chữ mà thường thường mình nói đúng nó bây giờ nói vấp đi, và nhiều khi nói đó nó không tập trung mà mình dùng cái chữ đó, nó chập vớt à, tức là nó không có ăn nhập gì cái vấn đề, cái bối cảnh, cái ngữ cảnh đúng mình đang nói nữa, chưa kể đến người mà vấn đề mà khôi phục lại, vấn đề mà khứu giác và vị giác đó nha, nó chỉ bám phần thôi chứ nó không có được 100%. Kế đến là trong này phổi là cái quan trọng nhất, phổi yếu đi, quý vị mà thử năng lượng phổi đó, chức năng phổi đó, phổi một cái máy đàng hoàng đó, quý vị sẽ thấy cái sức phổi đó, cái MVV đó, minute ventilation, nó sẽ yếu đi, và cái vị mà hát đó, cái hơi nó không có dài như trước nữa, mà những người mà nói nhiều, nói nhanh như mình, như là mình nói họ phải ngừng lại, họ thở đó. Cái phổi là cái quan trọng nhất. Bản thân tôi thứ sáu này, ngày mai hay là tuần tới tôi phải đi đến gặp bác sĩ phổi để làm lại cái pony function test, là cái đo chức năng phổi của tôi coi có cái gì mà tại sao ngày xưa đó tôi nói rất là dài mà không phải ngừng lại, thấy hụt hơi mà hát nó có giọng nó cũng dài nữa, mà sau giọng này nó yếu đi, tôi muốn thử lại cái chức năng phổi tôi như nào, tôi sẽ đến nhà một người bạn làm doctor ở giúp để mà văn phòng
để mà làm lại cái pulmonary function PFT đó, tức là cái đo cái chức năng phổi. Sau đó tim một số người bị hoại cơ tim, là tim nó không có đập mạnh như trước nữa mà đập yếu đi. Một số người bị heart block, tức là tim nó bị block. Còn chưa kể vấn đề những cái thông tin gần đây là một số người nó con COVID-19 nó vẫn nằm ẩn náu ở trong cái hệ thống thần kinh não bộ của mình, và có thể đợi một ngày đó cơ thể mình yếu ớt đi, nó sẽ nổi lên. Nó là giống như cái người bị shingle đó, hay những người bị bệnh lao đó, đều biết. Vâng. Những con đó nó vẫn còn nằm u ẩn, ẩn dật ở trong cơ thể của mình. Mà một ngày đó cơ thể mình yếu đi, hệ thống miễn nhiễm mình yếu đi đó, mình già yếu hay là bệnh tật này nọ, nó lợi dụng tình hình nó nổi lên và nó giết mình. Còn nhiều lúc đau nhức mình mấy vẫn còn rem. Những người mà bị đau nhức ở một cái vùng nào đó 20-30 năm nay sau khi mà bị vô COVID á, cái đau nó đau hơn lúc trước. Người nó oải mệt lắm. Nó không có được 100% toàn vẹn như lúc trước. Tôi bị vào đầu tháng 5 cho đến bây giờ này là mấy tháng rồi vậy? Gần một 9 năm. 9 tháng rồi phải không? Vâng. 9 tháng rồi đó. Mà tôi thấy cái phổi tôi vẫn yếu như thường. À, chưa kể tất cả những vấn đề tế gì khác mà mình không nói tới. Cái về là yếu sinh lý không biết là nó có hay không, chắc tôi phải đọc lại như thế nào là để cho bà xã tôi trả lời, chứ biết sao tôi đâu có trả lời được. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ cũng như cái vấn đề mà nhiều người đang quan tâm, là lý do vì sao tình hình COVID-19 đã thuyên giảm ở tại Mỹ cũng như là ở tại quận Cam nói riêng. Xin cảm ơn bác sĩ, xin hẹn gặp lại bác sĩ trong những chương trình tiếp theo ạ. Mình xin nói lời của nhà Derek nha. Dạ vâng. Chúng ta đã từng thấy mỗi một ngày chúng ta có 100-200 ngàn ca bệnh mới, mà số người chết 3 ngàn, 4 ngàn người tán mạng mỗi ngày. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ thấy còn có 10-20 ngàn người dương tính mỗi ngày, hoặc là số người mất bây giờ chỉ còn có mấy trăm người một ngày thôi, hay là 1 ngàn mấy một người thôi. Rõ ràng là hơn 5-6-70% giảm xuống so với lúc trước. Đó là tin mừng quý vị. Là lý do thế nào chúng ta không có coi thường COVID-19. Chúng ta đeo mặt nạ nhiều hơn, đi ra nơi công cộng ai nấy đều đeo. Người Việt Nam mình rất là tốt, chỉ trừ một số quán cà phê đó, còn một số người đã tôn thờ lãnh tụ này nọ đó, lãnh tụ mà như thế nào họ làm theo đó, thì có số người vẫn coi thường, thì mình đi ra ngoài đường vẫn thấy. Nhưng mà đa số các người Việt chúng ta đeo mặt nạ rất là nghiêm chỉnh, nghiêm túc, và chúng ta tránh tập họp nhiều quá. Nên nhớ ngày Super Bowl hay là ngày November 3rd hay là ngày mà tổng tuyển cử đó, tổng thống đó, Derek, trên Facebook mà những người bạn bè tôi đã biết đó, gửi những cái clip video mà họ cắt karaoke mà chỉ có cái microphone thôi đó, mà không có đeo mặt nạ đó, mà họ đứng chung quanh để ca hát trong cái ngày mà tổng tuyển cử, mà Election Day đó. Đấy, những cái đó nó không còn nữa. Bây giờ chúng ta thấy nhiều chết rồi, ta biết sợ rồi. Có những mà số người thấy quan tài là vẫn chưa đổ lệ nha. Tôi biết mọi người bây giờ ông đó ông đã nói là một số người Việt Nam không thấy quan tài cho nên chưa đổ lệ. Ông nói ông interview như vậy, nhưng mà ra ngoài ông sống lại cũng thuộc cái loại là thấy quan tài rồi vẫn chưa đổ lệ. Tức là nói một đằng mà hành xử sống một cách khác đi. Thì tôi đã nói là những người mà độc tài ái kỷ mà nghĩ lúc nào mình cũng đúng, họ cứng đầu lắm. Những người Việt Nam chúng ta, những loại người đó rất ư là nhiều. Họ sống với một cái tư tưởng là tôi tồn tại là tao phải đúng. Khi mà tao chấp nhận tao không đúng là tao không tồn tại được nữa. Thì hy vọng những người đó là một số ít trong cộng đồng chúng ta mà thôi. Hãy nhìn vào sự thật quý vị. Xin kính chào và hẹn tái ngộ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất là lý thú ngày hôm nay. Xin chào và xin hẹn gặp lại bác sĩ ở những đề tài tiếp theo.